Sáng nay chúng ta nấu những món đồ ăn dân dã nha quý vị, gọn thôi. Nên là nấu ăn không phải là lúc nào cũng bài bố là hay đâu. Bài viết, nấu nhiều viết đa ngán lắm. Có những lúc mình phải nấu những món gọn nhất. Như Đức còn tính là bữa nào chỉ nấu nồi cơm thôi, rồi sau rồi dọn lên bớ ra, mọi người tô quất. Nó sẽ làm cho đặc biệt những cái món đồ ăn mình làm sau này. Tại vì con người ta mà có những lúc mà nó đơn giản nhất thì người ta sẽ cảm thấy trân quý. Còn nếu như mà lúc nào cũng bài bố ra cho ngon, nấu cho nhiều, mình tập thành thói quen cho người ta với, người ta sẽ đòi hỏi rất là cao. Nên là từ gia đình hay đoàn thể như nó phải len lỏi cho nó lúc này lúc khác, chứ không có thể nào mà cứ tăng tiến lên hoài được. Chuyện sống và ăn uống nó phải lúc này lúc khác, như nấu ăn cũng vậy thôi. Như nay chúng ta nấu món đơn giản thôi, ca của nhóm Liên Diệu nấu ăn món bì trộn với món thơm xào với nấm rơm, đơn giản dân dã thôi, ăn nhẹ nhàng mau tiêu khỏe. Không, cái quan trọng là khi mình nấu ăn tâm của mình an lạc thoải mái, làm mà nó nhẹ nhàng, cái thức ăn người ta ăn người ta cũng khỏe nữa. Nên là Nhân Đức nói nay là nấu những món ăn dân dã, đơn giản bình dị, khỏe rẻ mà lại ngon. Nay mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức món ăn dân dã nha. Quan trọng là chúng ta là người biết đạo mà ăn để nuôi cái thân này để mình tu hành thôi, chứ đâu phải để hưởng thụ gì đâu. Đơn giản bình dị. Nhà Đức thường nói với chúng trong chùa mà mỗi ngày chúng ta mà có chén cơm manh áo đó là quý lắm rồi. Để tu hành được rồi, còn ngoài ra ngoài đời người ta vì ba bữa cơm mà khi tạo bao nhiêu nghiệp chứ. Nên từ nơi đó mình nhờ nghe đạo thấy mừng. Đây là những cô mà nay vụ bếp lâu lâu Nhà Đức thay đổi, từng nấu ăn được bữa. Tập cho con gái mà cũng biết nấu ăn một chút. Chúng tôi con gái vụng về mà không biết nấu ăn gì chứ dở. Làm được chút biết rồi này kia rồi. Nhưng cái quan trọng mà làm cái miệng niệm Phật nó nhép nhép chút. Trong niệm Phật không thất bại. Vì thấy những đức mà thường vui vẻ là từ đâu niệm Phật mà ra. Không niệm Phật cái chắc cái mặt như con mắm luôn. Niệm Phật mà vui vẻ chứ, không niệm Phật cái mặt như con mắm. Nhớ nghe vị, muốn vui vẻ, muốn an lạc, muốn có duyên có phước thì phải niệm Phật. Thì thấy lúc nào những đức làm cũng đem máy niệm Phật không? Đó là cái quan trọng. Nên chúng ta làm việc nhưng mà đem cái môn tịnh độ giới thiệu trong công việc. Làm bất cứ việc gì cũng niệm Phật được hết. Chỉ có cái là mình không niệm Phật thôi. Chứ mình niệm Phật là mình niệm liền. Tại mình biết niệm Phật lợi ích nên mình niệm liền. Lợi mình lợi người. Nên khi mình áp dụng mà đặc biệt rồi mình chỉ người ta cũng xác thực. Ví dụ như vị sắc thơm thì vị sắc cái vị niệm câu Phật hiệu thôi. À, được miếng thơm là được một câu Phật hiệu liền. Còn mình chiên hay kho gì mình xào một cái mình niệm câu A Di Đà Phật. Mình trộn đồ ăn gì mình trộn cái mình niệm Phật thôi. Đó là cái đặc biệt nhất. Nên thường á, mình biết tu á,
ăn cái gì mà nó quá màu mè hoặc là nó quá nhiều, nó sanh cái tâm tham. Còn mình ăn đơn giản giảm cái tâm tham, mà cái tâm tham giảm thì năng lượng tích tụ, còn cái tâm tham mà nó càng ngày càng nhiều thì hao hết năng lượng. Nên cái ăn nhiều cũng chưa chắc đặc biệt. Như Hòa Thượng Tịnh Không này giảng này nói, con người chúng ta làm việc nhiều nhưng mà tâm vui thì năng lượng nó tích tụ 95%. Nhưng mà dù mình ít làm nhưng mà mình vọng tưởng buồn phiền lo âu này kia là nó hao 95% năng lượng. Và 95% năng lượng mà hao rồi thì con người mình tích được có 5% năng lượng thì tiêu rồi. Cũng như phiền não, sân si chắc chắn luôn. Nên con người mà tích năng lượng mà nhiều là ít buồn giận ai, để trong tâm. Thì để ý, con người mà thường sanh tâm hoan hỷ, nói gì nói xong buông ra là năng lượng họ tích tụ. Chứ con người mà giận hờn, vu vơ, giận lâu là do họ hao hết năng lượng. Nhớ kỹ điều này, để mỗi người chúng ta tu tập nhận thức được. Những cái video mà làm biết của những đức bây giờ nó quý vị coi rất là đông, nên ngày nào chúng ta cũng có một cái đoạn nấu ăn, không món này cũng món kia. Giờ nhiều Phật tử cũng nói thôi chúng con thứ bảy tranh thủ về tu để chiều thứ bảy được ăn món ăn của thầy nấu. Chiều thứ bảy vậy nấu cho, nấu tôi niệm Phật gia trì miếng đồ ăn cho nó ngon. Cái người có bệnh ho hen tiêu chảy gì đó ăn vô nó cầm lại. Không, cái nấu ăn quan trọng là cái tâm nó an định, nó vui vẻ. Mình mà cái người mà an lạc vui vẻ tu hành được mà ta nấu ăn cho mình ăn, cái ăn cũng khỏe nữa. Còn mấy cái người mà bệnh đau hoặc là buồn phiền được, hoặc là tâm trạng bất thường được, bị đê được, nấu ăn cho mình ăn là khi mình cũng nguy hiểm, chứ không có gì giỡn đâu. Nên đó, những đức thì bê tông nên nấu ăn với vị ăn là vì mạnh mẽ chắc chắn. Khi mà mình mọi người vui vẻ, ai gần mình ta thấy cũng vui, thấy bình an. Nó ưa cười cười, cái gặp mà mình mà sân si, mình gần ai người ta cũng sân si theo. Sân si với cái mặt bành kỳ. Nhớ kỹ, vui vẻ là duyên và phước nghe vị. Cái tâm làm sao mà để có vật hiệu vô, đừng có buồn giận hay để trong tâm nghe không. Khi mà nhà đức làm gì mà nhà đức chia sẻ Phật pháp đó thì nó cũng sống động, làm cho vị nghe cũng sống động. Gớt miếng thơm với chân người con, bây giờ con đạp dẹp lép. Cuộc đời chúng ta mấy mươi năm ngắn ngủi rồi vị. Nếu mà như bây giờ mà mình mà không niệm Phật á là sao mà giảng sanh cực lạc được, nhớ không? Mình suy nghĩ giờ mình mà niệm Phật mà giống như cái dao này vậy đó. Giờ lúc bình thường mình không niệm Phật mà khi mà gặp chuyện gì thì giống như cái dao này, người ta dược mình thì không niệm Phật cũng không được. Nên giống như có cái bà đó, thường ngày bà không niệm Phật, nhưng mà có một làng bà bị cướp dược, nó cầm dao nó chém bà, thì chàng ơi bà chạy bà niệm Phật quá chàng. Bởi vì có những người, người ta nghe qua với một tịnh độ, khi người ta gặp sự cố gì lúc đó người ta mới niệm Phật. Cái quan trọng. Nên con dao này nó đưa lên thì giống như cái ý là cuộc đời của người mình sớm muộn gì cũng gặp sự cố trong cuộc đời. Bệnh đau hay trở ngại, bị người nói xấu, bị người chùi dập, hoặc người bị người bỏ rơi. Từ nơi đó bản thân mình bây giờ phải rèn mình trước. Có một cái pháp tu, có một cách tu, có sống an lạc vui vẻ, thì khi gặp sự cố gì mình vượt qua mau lắm. Nhớ quý vị, A Di Đà Phật. Vì nhớ là người mà nấu ăn giỏi là người phụ bếp giỏi. Tại vì những đức ngày xưa mà khi mà
đi phụ bếp á, chịu đựng bị chửi bị la gài, nên nó tin 100% mình mà muốn nấu ăn giỏi là phải phụ bếp giỏi. Cái gì cũng vậy, cái khởi đầu phải kiên nhẫn, khởi đầu phải có mục tiêu chuẩn xác. Còn nếu cái khởi đầu của mình là mất phương hướng thì hoàn toàn thất bại. Ta nói khởi đầu mà đã lệch rồi thì nó lệch luôn. Giống như người mù mà đã đi lạc lối, càng đi thì càng lạc. Nên những Đức nói rằng là cái phụ khi khởi đầu đối với người ta là phải chân thành, chân thật. Bị la, bị gầy mình cũng chịu đựng, gì mình không nghe nữa. Nên những Đức ngày xưa phụ biết mấy năm, bị chửi mấy năm mà rèn luyện được chính bản thân mình. Nên bây giờ mà nói mà dù như nấu ăn được nhưng như Đức phụ bếp là như Đức cũng nhiệt tình phụ bếp, không có sao. Bởi vì bình thường trong mọi công việc bản thân mình có thể làm được thì sẽ gây dựng cho mình một cái sự tự tin rất quan trọng. Trong khi mình giờ nghe đạo rồi, con người càng gây dựng cao thì mọi mặt mình đều có thể sống được. Nhớ nghe về A Di Đà Phật. Đây là món nấm nghe về. Trước khi nhà Đức xào thơm món ăn dân dã thì chúng ta ướp sơ. Thì biết là món đồ ăn mà ăn ngon là trước nhất là mình làm phải ướp trước. Thì món nào gì phải ướp sơ cái. Khi mình ướp sơ á thì tự nhiên đồ ăn nó thấm. Còn nếu mình làm lạc lẽo quá ăn cũng ngát. Nhất là người miền Nam nấu ăn cái gì nó đậm đà, như cái tình cảm người miền Nam đậm đà, nấu ăn phải đậm đà không? Muốn đồ ăn đậm đà thì phải ớt trước, ớt cái gì miếng trước vậy đó, chứ mình xào sơ qua thì thấm rồi. Thì coi nấu ăn mà giờ đem máy niệm Phật suốt gì luôn mà câu Phật hiệu từ bi mình âm hưởng cái đồ ăn, cái âm hưởng cái đồ ăn rồi mình ăn nó thành mỹ vị thôi. Cái mình mà sân si cái là đồ ăn này nó bị tổn thương trúng độc, mà đồ ăn nó tổn thương trúng độc mình ăn vô mình cũng trúng độc luôn. Nên cái người nấu ăn mà biết tu quan trọng lắm. Nên tất cả những bà nội trợ mà nấu ăn là phải giữ cái tâm niệm Phật an lạc vui vẻ. Vậy thì nó thành mỹ vị đặc biệt lắm, gọn lắm. Hơn 600 người ăn chứ nấu đơn giản. Thì nhớ là mình càng bài thì mình càng cực. Nó nói hưởng phước bất khả hưởng tặng mà. Mình hưởng tặng phước rồi nấu mình khổ rồi. Và xài vừa phải thôi. Có những gia đình người ta giàu mà phí phạm mới cuối cùng ta nghèo lại thôi. Mình có phước mình xài mình ít phước. Người những Đức nó hoạt bát chứ tính mình thích hài hước vui. Dù sau này lớn tuổi cũng thích làm lão ngoan đồng chứ không có thích mà mặt kênh khó chịu. Hôm nay sống gần với mình nó thấy cũng thoải mái. Đây nhớ cà chua mà khi mà sót á thì cắt á sót ngon. Mà cà chua bây giờ nó không ngon mà cà chua ngày xưa dưới quê mà cà chua là nó mềm lắm, cái da cà chua rất là mỏng. Thì đúng thật cà chua tự nhiên luôn. Còn cà chua bây giờ giống như người ta dùng thuốc. Bẻ thì bẻ cà chua sống. Nhưng mà ta dùng cái loại thuốc gì đó, người ta đổ lên nó vàng ngon lắm. Nhưng mà cái trái cà chua cứ ngắt à. Còn trái cà chua mà thực thụ như dưới quê, ngày xưa trồng tự nhiên, từ xanh mà cho đến chín đó là cà chua, cái vỏ nó mỏng lắm. Ở trong nước nó ứ nhiều. Khi cà chua đó mình xót cà chua ngon lắm, cực kỳ ngon luôn. Còn cà chua bây giờ nó ít chua, cái da rất dày, nên khi xót nó cũng không có được ngon như hồi đó.
cái nấu ăn quan trọng là mình cũng biết chế biến. Đồ ăn thì chỉ có mấy loại thôi, nhưng mà mình biết chế biến món đồ ăn kết hợp, biết nấu ăn. Nên như thế nói á, quý vị biết nấu ăn nó cũng vui lắm, tại vì mình đi đâu mình cũng nấu ăn cho người ta ăn được. Nhất là phụ nữ mà biết nấu ăn là nhân đức là thấy tệ lắm, tệ hơn vợ ăn đậu. Mình mà phụ nữ mà biết nấu ăn cũng khó có một gia đình hạnh phúc, tại đi đâu cũng ra tiệm ăn không hạnh phúc gì vậy. Mà nấu ăn có khó, chỉ cần mình biết một món mình nấu được thì khẩu vị nó cũng tương đối vậy thôi. Biết căn bản đó là nấu được hết rồi. Chứ đừng có nghĩ rằng món ăn món này món kia mình khó nấu, không có khó đâu, dễ lắm. Không có chuyện gì khó mà chỉ sợ lòng không bền. Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chùa mình mà nhà bếp là quá đặc biệt, khó. Quá rộng rãi. Chứ ngày xưa mà trên thành phố thì biết nấu ăn dễ gì đâu, mà thành phố mà cho mình cái mặt bằng nhà bếp này được có chúm húm như cái phòng như tí ti, gắn một cái máy hút ở trên nấu túm húm chặt cứng chặt lắm. Còn đây mình nấu ăn nhà bếp quá thoáng mát. Ở đây cũng là phong thủy, bước vào nơi thoáng mát rộng rãi, nó cũng là phong thủy tốt cho cái tâm. Phong thủy nó phát quy từ ngay cái tâm mình. Nên mình ở một căn nhà mà nó mà ọ quẹt chặt chội quá, nó cũng làm cho tâm trạng con người chúng nó bị nặng nề. Mà tâm trạng mà nặng nề nó phá đi cái từ trường tốt. Nên chúng ta là người biết đạo biết tu, không có nơi nào dưỡng cái tâm và phát triển được phong thủy. Như mình nằm ngủ rồi đi mà ở trên lóc nhà mà có cái cây nó sẽ bị rớt xuống, hoặc là một miếng tôn sẽ bị rớt xuống, hay là có cái con thằn lằn hay con rắn mối gì nó nhìn mình, cái tâm trạng mình nó cũng bị bất an lo. Nên người ta chú trọng phong thủy, cái trần nhà của ta phải bằng phẳng, cái vị trí của trần nhà nó phải vuông chứ không được méo hoặc là nghiêng ngả, thì nó làm cho mình khi nằm ngủ á, cái cảm giác mình nó bình an. Nhớ kỹ. Nên như Đức thường khuyên Phật tử, cái gia đình mình mà có điều kiện chút, lúc nào nhà mình cũng làm một cái gì, cái chỗ nhân sinh xung quanh là cây lan rồi cây cối, thì nó cái giống như cái bàn trà đạo, gia đình được ngồi lại nhau uống mấy nước trà nói chuyện, đó là cách bồi dưỡng gia đình hạnh phúc. Chứ không khéo mình cứ lao đi kiếm tiền, ít bao giờ mà có được những giây phút với gia đình. Khi có tiền rồi thấy vỡ mộng, tại vì có tiền rồi tự nhiên tình cảm nó bị mất đi. Lúc đó tiền không mua được tình cảm đâu, mất tình cảm. Nên chúng ta phải càng biết bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Ví dụ mình làm chồng làm vợ, mình nấu mình món ăn cho gia đình mình. Ví dụ mình đàn ông biết nấu ăn đi, nay thôi anh nấu ăn cho gia đình ăn bữa, em với con nghỉ đi, nấu bữa ăn đem lên. Từ đó là một cách để bồi dưỡng một gia đình hạnh phúc. Như Đức bây giờ xuống nấu ăn đi, các cụ đồ trong chùa phải vui, lên trên chánh điện tu ngon lành. Vì thấy Phật pháp nó rất là phong phú. Nó vừa gây dựng cho mình một cái tâm giải thoát, nhưng mà lại tích cực giải thoát, chứ không phải không hiểu đi hoặc tiêu cực giải thoát. Người tiêu cực giải thoát là giống như mình muốn về cực lạc, mình chỉ biết cực lạc à, mình không biết cái gì ở cái cuộc đời này là sai. Chúng ta đang sống ở cuộc đời này mà tại sao mình không biết cái gì ở cuộc đời này?
bây giờ cõi cõi đời thì nó có như thế nào, thì đó cũng là một cái điểm nhắn để cho chúng ta bước về cực lạc. Vậy thì mình phải sống như sao với đặc biệt chứ, tới đâu thế nào mà muốn vãng sanh không mà không biết ai ở cõi đời này. Vậy thì nhân quả phù hợp. Nhưng điều những đứa đang làm việc mà nói chuyện này nó gần gũi tự nhiên, mà nó lại có những cái ảnh hưởng cho quý vị nhận thức. Người mình cứ niệm Phật nghe pháp đi, nó an định cái tâm, nên gặp trường hợp nào người mình cũng bình tĩnh. Cái bình tĩnh là sanh trí tuệ. Con người mình làm gì mà nó lo âu là nó dễ tối tâm. Nhớ kỹ, bình tĩnh sanh trí tuệ. Đưa một đổ rau qua đây con cắt phụ nha. Chú ăn cắt phụ nó đi. Này cắt rau mồng tơi quý vị nấu canh nha. Ở nhà mình á thì mình nấu một tô canh thôi. Có mấy cái lá mồng tơi thôi. Thì mình cắt điều nhuyễn. Còn chùa gỗ nhiều quá nên thôi cắt cũng được cái tùm lum. Nó không có điều được. Tại vì cái số lượng nhiều quá. Nên cái gì mà nhiều quá thì nó cũng không được tròn vẹn. Giống như mình nuôi một đứa con thì nó sẽ đầy đủ hơn là mình nuôi ba đứa con vậy đó. Chùa mà 2.000 người mà có thể vui vẻ mập mạp rồi cũng mừng rồi. Mình mà nuôi con mà dạy cho con á, gặp ai làm gì cái nhào vô làm thì con mình sau này giỏi. Còn gặp người ta làm gì cũng đứng nhìn, chờ người ta kêu thì người ta không thích. Vì mình không biết mình hỏi, thấy người ta làm cái nhào vô đi. Là người gì người ta thích cho mình làm gì. Có nhiều Phật tử nói thầy nấu ăn thầy nên chỉ công thức. Chỉ cần quý vị nấu ăn, quý vị ăn thì biết cái đó là có đường hay có muối hay thiê, không có cái gì. Chỉ biết cách thôi, rồi làm mà mình tự điều chỉnh. Những đứa bây giờ mà kêu lôi công thức, những đứa thấy mệt mỏi lắm. Thì từ khi là xào từng dĩa thì được. Chứ làm món cánh gà chiên nước mắm thì từng dĩa thì chỉ thì dễ lắm. Xào dĩa rau muống thì dễ lắm. Nhưng mà này cái thao nồi bự quá. Đêm mà múc muỗng to nên thôi cứ làm cho vui. Cái bảy thằng này quý vị về những đứa qua buổi chiều đãi với vị món sườn kho nha. Sườn kho nấm rơm với nước dừa. Ăn là thôi nhức nách luôn. Xin xò quá trời. Mình á, nhà mình mà người ta đến đông là do người mình hiếu khách quý vị. Có gì ăn rủ người ta về ăn. Chứ mình có gì ăn mình giấu mình ăn là đố mà ai dám về nhà mình. Mà ai đến nhà mình tức lắm. Mình kênh, mình nghinh người ta. Nên mình có gì mình ăn mình rủ người ta đến ăn. Giống như Tết, những đứa rủ về ăn Tết vui ghê không? Rủ gì mà còn phải tính toán làm sao cho người ta ăn Tết vui. Sống bằng cả trái chim mà. Nhiệt tình hết lòng bằng cả trái chim. Con người mình thường nghĩ cái phương pháp thành công thì con người mình nó phát sinh trí tuệ. Còn con người mình nó càng suy nghĩ những điều thủ đoạn thì lâu ngày thành ngu si. Nên chúng ta phải thường nghĩ sự thành công. Nghĩ cho người ta thì thành công. Mà nó thành công được là từ niệm Phật mà ra.
Nhưng Đức nói vì nghe câu Phật hiệu thì đơn giản, vô hình vô tướng không hiểu được, nhưng mà niệm câu Phật hiệu lại có bổn nguyện gia trì. Con người tự nhiên giỏi lắm vậy. Và khi con người mà đã tự tin, làm cái gì cũng không có sợ hãi thì thành công. Tự nhiên nó giỏi lắm. Con người mà chưa làm mà đã sợ rồi thì người này không bao giờ giỏi. Lo được lo mắc thì không bao giờ thành công. Chúng ta muốn thành công thì đừng sợ thất bại, vì thất bại là mẹ của thành công. Mà nên chúng ta đâu có khi nào mà cái gì mình cũng là làm là phải thành công đâu. Cái gì nó cũng phải có sự thất bại để trở thành kinh nghiệm nữa gì. Thì nấu ăn cũng vậy thôi. Mới nấu thì cũng mặn lạc, đồ khét, đồ tùm lum. Nhưng mà nấu giết nó mới biết được cách làm mới ổn định. Xong quý vị, buổi sáng chúng ta đã làm những món đồ ăn dân dã xong nha. Giờ gia đình chúng ta xuống để chuẩn bị bày đồ ăn ra. Đúng là buổi sáng nấu ăn rất gọn, nhẹ, khỏe, mà lại ăn ngon, đơn giản thôi. Quan trọng là làm chung rất là vui. Nên chúng ta làm mọi việc gì, người tu hành, việc gì chúng ta làm cũng vui vẻ thì sự thành công rất là cao. Nhớ quý vị. Nên như nãy như Đức nói, có những bữa chúng ta nấu những đồ ăn rất đơn giản bình dị, nhưng mà ngộ lắm tâm mà vui rồi ăn uống nấu gì cũng ngon. Cái quan trọng là phải nhớ Phật, niệm Phật, nhớ nghe, thấy gầy dựng tính nguyện niệm Phật. Vì thức ăn nuôi thân, nhưng mà thân một ngày nào cũng bỏ mình. Nếu như mà mình mà không niệm Phật á, hồi sanh cực lạc thì nó đều là giả tạm. Nên cái chuyện niệm Phật, gầy dựng tính nguyện niệm Phật là cái cực kỳ quan trọng. Trong hoàn cảnh thường nghịch gì cũng nắm chắc câu Phật hiệu mà niệm. Nhớ nha, quyết chí để về cực lạc gặp nhau nghe gì. Về cực lạc muốn ăn có ăn, muốn bằng có bằng. Sống luôn luôn ăn vui tự tại. Đây là chỗ đặc biệt nhất mà chúng ta phải về. Nguyện tâm bảo gia hộ chứ vì tính nguyện niệm Phật kiên cố, cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Chúc vị luôn luôn an lạc nha, ai với đạo Phật.